thì nếu bạn nào theo chủ nghĩa duy vật biện chứng á, thì sẽ không tin. Còn nếu bạn nào thấy tâm linh nó cũng là một phần mình cũng nên ghi nhận, tôn trọng, thì sẽ hiểu vấn đề nó rõ hơn một chút. Đó là vì sao người Phù Nam, người Chân Lạp á, chọn lưu vực sông Đồng Nai để xây thánh địa Cát Tiên. Thì cũng giống như ba quy luật khác, Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo hay là sau này là Phật giáo đó, thì họ nhìn thấy rõ thiên nhiên có một cái vòng tuần hoàn rất là rõ, là mưa từ trên núi đó sẽ theo sông suối về biển cả, rồi mặt trời lại làm cho biển bốc hơi, rồi mây gió mùa Tây Nam thổi vướng núi và lại trôi về dòng sông này. Bạn hình dung không? Rồi. Thì mọi hoạt động của con người sống trên lưu vực con sông này đều bị chi phối bởi vòng tuần hoàn đó. Rồi. Khi mất đi thì con người mới níu kéo, mới muốn van xin thiên nhiên. Tại sao con đến đây 100 năm, vài chục năm, còn thiên nhiên mãi mãi trôi như vậy hoài? Cho con gá vào, cho con hối lộ với thiên nhiên. Đó là lấy tro cốt á, rải xuống dòng sông. Rải xuống dòng sông để làm gì? Để trôi ra biển. Và người ta tin rằng những cái bọt biển đó, những cái tro bụi đó sẽ lặn tăn vào những cái giọt mây, giọt nước bốc hơi á, tạo thành mây. Và một lần nữa, vài tháng sau có thể trôi về phía trước làng này. Có thể bóng dáng người thân quá cố cách đây vài tháng, vài năm đó là đang hiện hữu trong đó. Và nếu trong làng có đứa bé nào sinh ra trong dòng họ đó mà thật sự thằng này nó giống bác ba y hệt, là người ta tin rằng nó là giọt máu, là dòng dõi của bác ba ngày xưa tái kiếp. Và cả dòng họ ngồi lại thương nó và thấy cuộc sống này hình như có một vòng tuần hoàn. Và người ta khi rõ điều đó, người ta không sợ cái chết nữa. Và người ta biết đầm bọc bà họ con dòng họ trong dòng tộc ruột thịt với nhau. Và đó là gốc cội của cái người Việt Nam chúng ta, truyền thống dòng họ, họ tộc, gia đình. Và như vậy, khi xây đền tộc, khi xây mồ mả đó, bia đền thờ, thì ráng chọn dọc theo bờ sông. Tại vì khi mình sống, mình thấy nó là bất tử, mà con người mình giới hạn như vậy, thì làm sao mà mình dám xa nó, và mình phải càng gần gũi nó càng tốt. Và đó là lý do sao rất nhiều đền đài Lăng Tẩm, Thành Quách đều nằm dọc những cái view, những vị trí rất là đẹp và trụ trên một cái dòng sông nào đó. Thì ở đây đền Tướng Giáp và đền Các Thùng Lợp Sĩ, các bạn bình tâm lại đi, con sông nó trôi theo hướng này là hướng về phía hạ nguồn nè, và nó đúng đây là hướng phía tây. Các Thùng Lợp Sĩ hàng ngàn tên khắc trên bia đá đó, hàng ngày ngắm mặt trời lên và lặn trước mặt, thấy dòng sông bên phải đây hàng ngày trôi lững lờ, và thấy cây cối các vị nguyên thủ tưởng nhớ lòng thành đến trồng ngày một xanh tươi tỏa mát. Thì bạn hình dung những anh hùng liệt sĩ đó cảm thấy họ được siêu thoát hay không? Tuy họ đã bị một mảnh bơm ghim vào người và họ mãi mãi ra đi, nhưng ngày nay bia của họ còn đó, tên tuổi họ, quê quán họ, ngày tháng năm sinh họ được tạc trên đó. Và tạc trên đó, vì sao chọn đá granite để tạc? Vì đá granite nó có tính vĩnh hằng. Mãi mãi ngàn năm sau, chỉ cần cạo sữa tô lại một chút là nó rẫn nét bình thường. Và ngày đêm, tháng rằm mùng 1, rằm mùng 1, trăng khuyết rồi lại tròn, mưa rồi lại nắng, nước sông lúc vơi lúc đầy. Và những cây xanh này rồi sẽ tốt. Và dưới những cây xanh là những tên của các vị nguyên thủ đã đến thay thắp hương và đặt cái tên của mình ở đây. Thì những lúc hoang vắng như vậy, các anh hùng liệt sĩ sẽ cảm thấy được an lòng phần nào, và cảm thấy được cái gì đó, người sống hiểu được người chết. Và như vậy có phải họ toàn tâm toàn ý trong cõi âm ủng hộ cho chúng ta hay không? Và đối diện đó, trước khi nhìn xuống dòng sông trôi theo dòng tuần hoàn, thì các vị tướng lệnh và ở giữa đó chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngồi trong một cái miếu đền nhỏ hơn so với cái đền chính. Đó là sự khiêm tốn của các vị tướng. Vì các vị tướng có được cái huy chương tướng là có phải vì sự hy sinh của các chiến sĩ trên này hay không? Các bạn hiểu cái mẹo trong kiến trúc không? Và bạn sẽ nghĩ sao nếu cái miếu này to hoành tráng hơn cái miếu bên đây? Và bạn hiểu ra Vô Tự Đức vì sao các vị đó, nó có cung bậc, nó có sự khiêm tốn.
thấy không, thấy trang trí không? Đó, thì đó là anh giải thích thứ nhất, vì sao đối diện với đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đông Nam Bộ nhìn xuống dòng sông là có đền thờ nhỏ nhỏ đại tướng Võ Nguyên Giáp, là các và các vị tướng